Cái bông đỏ trước nhà nó thiệt là đẹp luôn, cái màu thiệt là sắc sảo mấy bạn. Bây giờ nó đâm cứ mỗi cái nách lá nó đâm ra một cái chùm hoa này nè đó. Mà ra tại vì nó đẹp quá vậy đó, thì mình đâu có nỡ nào mình cắt nó xuống. Cái những cái lá xanh, những cái hoa xanh này nè, nó không có đâm, nó chưa có đâm hoa mới ra, nhưng mà nó sẽ tạo thành nguyên cái cánh nó rủ rủ cho nó cũng đẹp lắm. Thì mình để thử coi nó sao, rồi từ từ rồi tụi mình tính nó. Cây chanh của mình, cái chanh cái trái nó vàng và chạch, cái cây này này nó cũng như nở hoa vậy đó. Cái lúc trước á là mình để cái bông hoàng tường phi mà nó màu nhung á, ở đây này nó leo lên anh nó trời, cây chanh này nó ra bông đỏ đẹp quá, mà nó có cây chanh nào nó ra bông đỏ. Mình nghe mình tức cười, ảnh không biết mấy cái đó đâu. Cái hoa cam với hoa tím này nó khác nhau, cái hoa này cái hoa fuchsia này. Mình bây giờ mình không có tưới nó có hoa mà mình tưới nhiều mình sợ nó chết cho nên mình không dám tưới nó. Có cái anh FedEx ảnh deliver cái thùng Grafton mình mới mua nè. Mình mua mấy cây màu trắng với cây màu vàng về. Thì sợ mấy cây kia nó chết đó cho nên mình mua về mình thủ thân trước đi. Đó đây mấy cái cây hoa đỏ nó bắt đầu ảnh leo xuống như này không tuột được, cái anh tuột xuống rồi ảnh cuốc bộ lên trên cũng học gạch ảnh luôn đó. Cho mấy bạn xem đây nè, theo cái ánh sáng mình sẽ quay ngược như thế này đó. Cái cây này đó là cây nó màu đỏ 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 ở đây đó, đỏ đỏ nè. Mà cây này nó tàn tàn này chắc nó ra màu hồng mình nghĩ vậy đó. Còn bên đây đó thì nó là hồng mà hồng cam, hồng hồng cam cam. Nó có mấy cái loại cái cây đô la này, cây này nè, nó cho mình cho nó leo chung với cái đá vậy đi, cho nó nép nó che cái đá. Mấy cái đá là cái đá hồ cá của mình á, 1800 ga lông mà cái hồ cá mình thấy hai cái hồ cá nhà mẹ đó. Mà do dì Sáu chị không có thích á, chị sợ rồi cái máy bơm ơi như cái gì đó hơi, chị sợ gì mình cũng không biết nữa. Mà thì kệ, chị không muốn thì mình bứng đi thôi, giờ bứng đi giờ mình cũng bận, mình làm nhà mình rồi đá đầy tùm lum hết rồi mình phải làm lại đó. Mấy cái hoa này nó cũng đẹp nè, cái cây này thì nó còn đẹp hơn nữa, cây này nó cũng là hoa nó to đó, to tất cả là mình mua hoa đây là hoa to hết nè. Đó. Cây này nó tàn rồi nè, cái màu đỏ này nó tàn rồi, nó bắt đầu nó ra nó có một cái viền xanh xanh. Mấy cái cây này của lô mình mua hôm nọ đó, ở đây trong tay mình đó. Cái túi này đó là cũng là bốn cái cây Grafton mình mua. Cây màu cam, cây màu vàng, thêm hai cây màu trắng nữa đó. Bây giờ không có chiết được, bây giờ mình mua cây của nhà người khác là mình bỏ vô trong cái cây nhà mình. Đó, mình phụ thêm như vậy đó. Cây nào mua là cây đã ra rễ luôn hết rồi mấy bạn. Thì giá 20 đồng cây, 16 đồng cây, nó tùy màu. Cái màu trắng thì nó hơi mắc một chút, nó nhiều, nói trắng chứ nó cũng nhiều cái loại trắng đó, mấy bạn. Trắng mà cái Himalaya đó cái nó khác, cái Aurora nó khác, là nhiều cái trắng, cái quay mà nó cũng nhiều loại trắng lắm, đen cũng nhiều loại đen chứ không phải là bạn nói nó trắng đen nó chỉ có một màu đó thôi, thì không phải vậy đâu, nó ra nhiều màu lắm. Cái cây này là mình trồng là 6 tháng rồi nó mới bắt đầu nó ra hoa này, nó mới ra nó còn nhỏ nhỏ này. Cây này nó cũng bắt đầu ra điểm đỏ đỏ ra nụ rồi đó. Cây này cũng ra nụ luôn. Đó. Nó điểm điểm lên đó, nó cũng có chục cây á, nó cũng ra. Đó, nhưng mà mình nó sẽ ươm thêm một cái mớ cái cây. Cây của mình á, cây của mình thôi. Đây.
Đây nè, cái ông góp phờ đó đây nè, ông đào là hèn gì cái lá nó rụng lá, thì bạn thấy cái đó đó đó, chút đó mình lấy đồ để mình khử nó đào ngay cái gốc hèn gì cái lá, cái nó đi nó cái mình nó thô lắm, nó đụng nó gãy mấy cái lá này, rụng hết mấy lá này của mình đó, đó phía dưới cái cây xúc xúc của lình của mình nó màu đỏ đỏ đó đó, cái hoa nó như cái hoa cúc vậy ha. Để cho mình chiếu lại gần cho mấy bạn xem cái loại sắc của lình đó. Cái đó này là buổi chiều rồi ra nó khép lại, nó là 10 giờ sáng mà nó nở ra như hoa 10 giờ nha mấy bạn, nó nở đang ngạt ha. Đó rồi mình sẽ trồng thêm ra sau. Cái xứ này của mình nó vẫn còn một cái hoa này này, bên kia thì nó bị con gopher, để mình nói ảnh đào ảnh thục thục nó, ảnh bơm nó cho nó phá quá chịu không nổi. Cái cây này cái cây lớn của mình, cái cây này cây giai anh của mình cũng bắt đầu nở hoa rồi đây đó. Nở mới cái hoa ban đầu nó một cái à. Đó ở trên này là cây anh, này là anh medium thôi đó. Mấy cây này là cái cây to mình trồng xuống là nó mới còn ấy, chứ còn mấy cây nhỏ là nó dứt sạch hết này đó. Đây là cái cây của mình luôn, ở đây đó là một nó, cây này thì nó điểm điểm cái hồng nó mới nở đó, điểm điểm cái hồng hang, nhưng mà nó là đỏ luôn, ở bên trong đó là của mình nó cũng một cái màu đỏ luôn đó. Cây to cây dai anh á, 1 2 3 4 cây, 4 cây ở đây đó, đây cũng còn một cái cây đây mình ương này, nó cũng còn đây nè, nó chưa chết. Phía trước nhà thì nó cũng còn đại khái, nó cũng còn để mình đi lên với bạn xem. Mình không có dám vừa đi vừa tưới nó, đi nó tưới được cái thở không à không hển, giống như mình bị vô cái lò heo cánh hưng vậy, nó thọc tiết mình đó, mệt quá cho nên thôi giờ mình không có tưới, mình chỉ đi lên thôi, thì đi bộ chậm chậm từ từ thì không sao đó. Nói chứ không có cái niềm vui nào cho bằng đó, cái bông mình trồng được cái tự mình thưởng thức, bằng coi coi nó đẹp kia chưa đó, rồi nó lên mới đó là nó mới tầng thứ nhất đó, rồi nó sẽ đương nở cái nó tung cái bông cái hoa lên cái tầng thứ nhì, nụ trong nụ đó nó ra là cái lá cái cánh đỏ nó già nó thành cái lá đó. Cây này là cái cây của mình, cái cây này trai anh đó, mấy cái cây hoa đỏ đỏ nãy mình chiếu gần á là cái cây hoa của chị chính mình đây nè, đây nè. Cây này là cây của chị chính mình nè, chị chính cây này nó là màu hồng nè, cây này là của Home Depot mình mua đó. Mấy cái cây của chị chính chị Hải nó giống giống cái màu nhau. Cái cây này là cái cây của mình nè, cây này dai anh, nó nhìn thấy bằng thấy nó cuộn nó to lắm đó. Cái cây này cũng là cái cây dai anh của mình nè đó, mà cây này nó màu hồng trên đầu ngõ thôi. Ngày nào mình cũng đi, mình đi coi riết nó mình cứ cứ ghiền, bởi giờ mình đi coi xem đi mỗi ngày, rồi về tối mình còn coi lại nữa, rồi mình thấy cái chỗ nào nó thiếu nó đục lỗ quá thì mình đi mua về thêm mình nhét nó vào đó, mình cũng tẩu tán cái cái gì chỗ nào ấy đẹp thì mình muốn làm cho nó đẹp, mà nó xấu thì mình phải chăm vào thêm gì đó. Nó với cây trồng giống như chim trời cá nước vậy, nó bạn cũng đâu có làm sao mà kiểm soát được hết một cái thú vật nha bạn, nó phá chừng nó phá là nó phá rồi, mình không có làm sao mà canh me nó được hết nè. Đó nguyên dãy đây là mình trồng á, là mấy cái chỗ lủng lủng thấp thấp xuống là mình có trồng á, là nó nhổ lên hết á đó. Đó đây là đây nè, nó nhổ đây một lỗ đây nè, còn cái cây của mình để ở đây một lỗ nó cũng thấp thấp cho mình biết đây nè. Cây đây đây có một cái cây để coi đây đó là nó còn đó, bên kia đó thì nó quất rồi đó. Những cái cây nào nó có rễ rồi đó thì nó dễ bén hơn, còn mấy cái cây mà mình cắm á, thì hên xui may rủi mấy bạn, mình cũng được một mớ ở trong cái
cái sát cái triền đồi này nè. Ở đây đó thì nếu mà mình dỡ cái máy mình lên đó thì bạn thấy là nó trớp xuống, nó xuống đó là nó tụt xuống một cái dốc đó, cũng nhiều đó nè. Đó đó là cái xúc của lên màu vàng của mình đó. Đó màu vàng á, mà ở bên này trên này thì nó có diêm, có phân bò, nó xuống dưới thì cái anh chuyển là cái màu cam nó ngộ lắm. Đó, hồi trước ở đây là nguyên đồi này là toàn là cây này không, nó với lại đồi cái vườn nho rồi đó. Ét ét cái tiếng ét ét á là tiếng của mèo mấy bạn. Nó cũng phá lắm. Hôm nay thì mình không có, cũng không có tưới ở đây, cứ nghĩ là mưa đó rồi kệ mình cứ ráng ráng vậy thôi, mình không có tưới nó. Mà thì không biết, thì hy vọng ấy, nếu mà cần tưới thì mình cũng phải tưới thôi luôn thôi. Đây nè, mình có mấy cái cây này, cây cây đỏ nọ, cái lá đỏ này là cái cây medium. Đây được thêm cây nữa cũng có hoa. Còn cây này là cây của mình. Ôi trời, cái bông của anh bự bằng kia ấy chứ. Đây nè. Đó. Bên này nữa, đây này, đây đây có một cây nữa, đây là cái hoa nữa nè. Cái chấm chấm vậy đó. Đó, dọc dọc ở đây nó cũng có thêm một cái ít hoa. Cái kia. Trên đầu ngõ nó có được cái trái thanh long màu tím, nó đu trên cái cành cây nhãn của mình, cái nhãn to vậy mà nó bị ăn ăn gốc, con gấu phờ nó ăn cái gốc chết luôn mấy bạn biết. Cây này nó cao 5 thước á, hồi đó mình mua của người ta gần đây nè, mà mua một cây 500 đồng bạc mà nó căng cắn không có thương tiếc á. Mình mua 2 cây bên đây 1 cây, giờ bên đây một cái cây nhãn đó đây nè, nó ăn cơ chết queo á, thì mình để ra là làm trụ cho cái thanh long nó leo đó. Đây là cây này, cây to nè đó. Đó bạn thấy không, nó bông giờ nó mới nở bông, nó cũng đẹp đấy đó. Đó trên kia là một cây nữa, là cũng cái cây to, cái dạng cái cây to đó. Ừ. Phía trước nhà, đại khái phía trước nhà nó chỉ có vậy thôi mấy bạn. Đó giờ cái cây chết đó, nó sẽ ra hoa như thế này nè, hoa nó nhuyễn nhuyễn như thế này mà nó ra trắng trắng hồng hồng, nó thơm lắm, không phức à. Có nhiều người họ biết chơi chơi mà họ tỉa cành bonsai rồi nó cây đó họ tỉa là cũng đẹp lắm, mình thì mình không có biết làm, lúc đó mình cũng không có thì giờ, nó nhiều thứ lắm mấy bạn ơi. Mình được cái này nó mất kia, hãy được cây ăn trái thì cái nhà mà hoa kiểng nhiều thì cây ăn trái nó không có nhiều. Như có nhiều cây đó mình cũng không có phải cực khổ gì lắm, nhưng mà do đất nhà mình á nó phá quá đi, cho nên mình mới bị cái vấn đề, cái trở ngại là tụi nó đó, nó phá vậy đó. Đó. Cái cây này nó to vậy đó, mình còn không dám để xuống đó. Mình trồng xuống hết thì mình chừa ở đây đó lại một một cây đó là để phòng xa, mà lỡ mà nó quất hết mấy cái cây dưới thì cây này mình còn được cái cây này phòng 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 thân vậy đó. Đó. Rồi cái mùa thu cái lá nó rụng nó rành rạch nè, nó có gì đâu, có gì đâu đẹp đâu. Mà em tỉnh sáng muốn mình quay thì mình quay, nhưng mà được cái chỗ này nè. Em này cũng không có làm cho mình mất mặt gì mấy đó, cho mấy bạn xem này nè, nó đỏ đó nha, nó màu đỏ cam đó, nhưng không biết vào hình nữa thì mình chỉ thấy nó màu vậy thôi đó. Lấy cái kìm ra, nó xốc cái túi quá, mình đương bận mặc cái romper, cái quần áo như phi công vậy đó, đi từ trên xuống dưới đây nè đó. Bà ngoại mình mới vừa phun cổ trầu nên là nó phẹt phẹt nè, cái màu thấy ghét thiệt á, nó đỏ đó. Mình thì mình từ cái theo ý của mình á nha, bình thường đó là mình có cây kéo nhỏ nhỏ là mình tỉa bớt cái lá lại cho nó lòi mấy cái hoa ra, nó xòe hết cái hoa ra, nó khoe của đó, mình thích vậy đó. Đây nè, bây giờ đó ở dưới đây nè, ở dưới tuốt dưới cái góc nó cũng có một cái nhánh nhỏ xíu vậy mà nó cũng
bông chen nó cũng cũng ra hoa ở đây đây dưới rơi gốc này nữa. Đâu coi. Đâu rồi? Đây nè, mấy cái gốc này đó là nó ra hoa này, nhiều cái hoa đây, cái hoa nữa này. Đây rồi. Đây nó chùm đó ra từng chùm nó nhiều lắm bạn ơi, bạn ơi. Vài tháng nữa chắc nó đẹp lắm. Ôi cha. Để mình rớt bỏ những cái lá cho mình chờ. Có những cái lá vàng thì mình vặt nó. Mấy cái kéo. Ê chà, té lật ngửa rồi, té lật ngửa rồi. Ê. Nó vậy cái đất này đất đồi nó nghiêng nghiêng á, ngồi cát đây là nó trợt cái té liền. Đó. Thì những cái lá này mình vặt nó. Mình bỏ nó. Bỏ ra ngoài luôn. Các bạn xem cái nó lạnh quá nó khi nó lạnh quá thì nó trở cái vàng gì nó héo này nè, thì nó không có thành tạo thành cái lá, thì ở trên này nó nở cái nụ hoa ra, nó nụ hoa ở trong nó có cái nhụy, nó như cái hoa mai vậy đó. Thì khi mà nó nở ra, thí dụ như cái nụ này nó nở ra 3 ngày đó, thì mình lấy cái phấn đó mà mình chấm vào một cái cây khác thì nó sẽ đậu ra thành cái trái mấy bạn. Đó, ở đây nè, chỉ mấy bạn xem nè, ở đây nó ra được cái nụ cái chùm, nó ra cái chùm hông là hoặc 4 cái nha, tức là cái gốc này đó là cái phân nó đầy đủ rồi đó. Ra bạn thấy cái màu nó đỏ sẫm vậy nè, chứ không thường nó màu hồng hồng thì thôi, nó mới tự được điểm điểm đỏ lên. Còn những cái nào mạnh lắm thì nó ra chùm 4 cái, ở đây cũng chùm 4 cái mình thấy này đó. Đó, còn cái những nào nó yếu đó, thì nó đây nè, cái nụ này tốt rồi nó ra chùm 4 cái hoa nè. Còn cái này nó yếu nè, thành ra cái lá này đó, cái nách này nó một cái nách lá này nó ra thêm một cái, nó ra có một cái rồi, rồi từ cái này đó, cái hoa này đó, nó sẽ nở ra thêm 2 cái nữa, nó đội lên vậy đó. Còn nếu mà cái nào mà nó tốt như này nó được 4 cái nè, thì nó thành cái 16 là 32, 64 cái vậy đó. Nó nặng như thế, nhưng mà cái phải cái cành tốt lắm thì mới không gãy nhánh, chứ không nó cũng gãy đó mấy bạn. Ở đây là cái cây mình nói cây black rose đó. Nếu mà mình không tưới nước nó thì nói mà mình không có tưới không rồi, cái tuần nay mình đâu có tưới nó mà nó cũng nở thè lè vậy nè. Đó đây mấy cái nhánh này nó lên 4 cái này là cái nhánh tốt nè. Cái nhánh này đó là nó lên 2 cái rồi nó lên thành 4 rồi đấy. Cái cây này nó chưa có to ra rồi, nó chắc nó sắp hết phân rồi, mai phải đi bỏ phân. Mình cứ bỏ phân hoài, mình bỏ phân á, tưới nước bằng diêm nước đó, thì nó lên nó cứ mỗi tuần mình tưới nó một lần. Bây giờ cái cây này đó, đây là cái cây mẹ nó nè. Cái cây mẹ này là cái chân dưới chân nó gốc lên, nó lên nó lá nó đơm nụ quá trời trời nụ luôn đó. Rồi còn cái này là cái nhánh hồi trước, nó là cái nhánh cái hoa đó, rồi cái nó thành cái cọng này đó, nó đi quằn vậy đó. Đó thì mình cũng để đó để coi, mình cũng có nhiều rồi, mình cũng không có cần ấy, thêm cần thì mình đi mua thêm thôi. Thì niềm vui của mình ha, vui chơi bên hoa cỏ cây trái thôi. Một cây đó mình mua trên mạng thì nó mắc hơn, với bạn đó có ấy là bọng ra Home Depot Halo đó, lô nó bán rẻ hơn, có bán lúc trước mình mua có 7 đồng thôi à, nhưng mà nó không có nhiều. Nó có là có cái hoa đỏ hoa hồng, nó có 2 màu thôi đó, nhưng mà mình nhìn thấy mình chơi 2 màu đó cũng đẹp rồi, tùy rồi sau này bạn có là bạn ghép thêm ra cũng được đó. Mình thấy cái đó mình thích đó. Đó, mình thấy cái hoa cái cây nó quá chừng bông, hồi nãy đứng từ xa đó, đây nè, có một cái cây hoa đó mà mình cứ xoay vòng vòng nó quá trời hoa luôn. Đúng là ban ngày thì nó sẽ đẹp hơn, mà tại mình trời ban ngày nó lạnh đó, là mình cú rủ là mình phải đắp cái mền điện cho mình đứng dậy không được, nó đau, nó nhức cái chân lắm, đứng không được các bạn ơi, xin thông cảm nha. Thì mai mốt mình khỏe hơn thì mình làm, mình quay lại cho mấy bạn xem. Cái hoa này đó, cái hoa bắc tiên này nó khi nó nở đẹp đều ở nhà rồi đó, thì mình quay cho mấy bạn xem cái cố gắng của mình như thế nào. Phải nói là chinh phục ở đây đó, là chinh phục với lại cái đời sống thiên nhiên. Mấy cái con mình sống mà mình phải kêu mà đề phòng tụi mấy em nó, mấy em phá đám đó. Đó. Đó, cái cây sứ cùi của mình nó cũng thu cũng quẹo lá rồi, nhưng mà nó cũng còn được cái đỉnh này, nó có cái ngọn này nó đương ra hoa nè. Đó.
Cái chanh này nó của mình nó còn lớn nữa, tới cho tới Tết này nó mới chín, nó mới trái, nó mới to ra mấy bạn nha. Mình cứ để vậy đi, mình không có phá nó làm chi. Mấy cái vùng này đó, vùng cấm địa này là anh Ly không có vô, có vào đâu, là vì nó cái gai này nó phúc và nó đâm anh đâm anh đau anh la làng à. Thì nghiệp lúc này về đi, ảnh đi con mắt ảnh ảnh cứ nhìn, ảnh cứ ảnh thích xem internet mấy bạn. Từ ở bên Úc rồi ảnh sống con mình à, đó nói chuyện con mình anh đó. Đó rồi giờ qua đây có vợ rồi cũng làm qua vợ thôi, làm bộ la nặng nạt mình vậy thôi chứ. Ổng cưng mình thấy mồ. Mấy ngày nay là anh nấu cơm cho mình ăn thôi, ảnh làm cái loại mà cái lasagna đó, cái thịt bò anh xào giống như kiểu xào cái sốt của spaghetti vậy. Rồi làm cái lớp thịt, cái nuôi mà nuôi dẹp dẹp mà nó nguyên cái bảng dài dài vậy đó, rồi xong cái bỏ vô trong cái oven nướng đó. Anh ăn toàn đồ Ý, ăn đồ ngoại quốc không à. Rồi nấu ăn Việt Nam đó, là ảnh rất là thích nấu ăn, ảnh có dịp đến thì anh nấu cho mình ăn. Còn còn ảnh ăn á, thì giờ mình ăn á thì mình thích ăn bún nước, mà ảnh không ăn bún nước, mình thích ăn bún riêu. Bún riêu thì ảnh ăn, bún mọc ảnh không ăn. Mà bún riêu thay vì nấu bún riêu thì mình phải luộc cho ảnh hai vắt mì thì ảnh ăn mì riêu. Cái gì ảnh cũng ăn mì không à, ảnh không ăn bún. Cái giống như lẩu ở nhà mình ăn lẩu đó, là mình ăn với lại tụi mình ăn cái bún tàu, cái miếng á, mình ăn với miếng đó, chứ không có ăn như nhà ảnh ăn mì không à. Nó lạ vậy đó, ăn mì mà có khoai môn làm sao mà ăn được, mà thấy kỳ. Tại vì họ ăn vậy thì mấy anh mấy chị ảnh ăn vậy đó thì mình cũng chịu, mình làm vậy thôi. Chứ còn rồi mình cũng ngâm cái bún tàu rồi mình ăn ăn riêng mình, còn ai ăn gì ăn, tùy miệng mỗi người, tùy mà cha mẹ người ta truyền đạt cho con người ta làm sao thì nó vậy thôi, chứ làm sao mà mình bắt cái người khác mà ăn theo giống mình được mấy bạn. Bây giờ mình cắt thử một cái lá này cho nó lộ mấy cây hoa nó ra, chứ nó che khuất nó không đẹp. Mình thì chị Hải thì chỉ cắt hết mấy cái lá, mấy cái gai này hết trơn à, còn mình thì mình không có cắt, mỗi người một ý à. Mấy cái lá này nó héo héo rồi, không để không đâu có làm gì, thì mình cắt nó. Nhưng mà nếu mà mình có cái kéo mà nhọn nhọn cái mũi mình vô mình cắt cái đó nó được hơn. Còn chị Hải thì chỉ cắt mấy cái gai này, chỉ cắt tụi lũi hết à. Thì cái gai này đó, theo như chị mình nói, cái gai này đó, cắt cái gai này rồi đó, cái hoa nó không có lên, nó không có nở ra mấy cái đó nha bạn. Nó không có lên cái mầm, không có lên cái nhánh mới á, thì mình cũng không biết nữa. Cũng toàn là mình học, mới toàn học toàn thầy đề không à. Đó. Bây giờ cái mùa này đó, cái bắp tiên đó mình thích trồng nó là do cái mùa này đó là nó rất là ít hoa, chỉ có như mình này, mùa này sơ sơ mình có ít hoa giấy thôi với lại nó thôi à. Thành ra mình trồng cái màu đỏ này, nó không có chát chúa mấy bạn, nó là cái loại đỏ cam đó. Thành ra cái màu này vẫn đẹp hơn, nó đẹp hơn bông hồng á, đẹp hơn hoa hồng. Rồi mình sẽ trồng thêm ra. Thì có thì chị em rồi chia nhau như người ít ở tính mình á. Mình cái thật mình tò mò, mình thấy cái màu này đó, nó có đủ nhiêu màu là mình mua nhiêu màu đó. Giống như những cái áo mình thích á, cái kiểu đó là mình thích á, là mình mua đó. Khi mình mua đó là 10 màu thì mình mua đủ 10 màu. Là hồi đó đó thì mình mua đó thì mình mua cho mình thì size medium, chị chính mình thì mặc size small, chị sáu mình thì mặc size large đó. Mình mua hồi xưa là mình đi shopping thì đi dữ lắm, nhưng mà đi là mình thường thường nó phải đợi sale, nhưng mà nó có những cái mùa nó bán rẻ đó, mình biết là mình đi mua mấy cái đó. Nhưng mình không có mua đồ, mình không có mua mắc đâu, mình mua đồ rất là rẻ rẻ mà đẹp mình mới mua. Mà mình lẹ lắm, mà mình đi là mình cái tay mình mua mình bỏ vô trong cái giỏ mình đẩy đi vậy đó, rồi mình không cần biết là có mua hay không. Tới hộ mà ra tôi tính tiền rồi tôi tính tôi bỏ xe tôi, cái chắc ăn là của tôi cái đã đó. Là ra đó là lý do tại sao mình mua được nhiều đồ. Tôi tới chừng hồi chót á, hồi đi vô thử ra rồi cái này tôi không thích tôi bỏ lại chứ thôi đó, đơn giản vậy à. Đó à, bạn thấy không, cái màu nó tươi thiệt là tươi ha. Đó để sáng mai đó mình ra mình quay lại thêm
thêm một cái đợt nữa rồi mình coi thử, mình đi mình cứ coi lại mỗi ngày. Bây giờ hoa này nay nó đẹp rồi nè, đó sẵn quay cho chị Chính mình coi. Lâu là hôm nay tháng rồi chị Chính chưa có lên trên nhà mình, thì mình đi làm suốt rồi, mình dặn chị thứ bảy chủ nhật á là đừng có lên, là tại vì đi lên rồi cái ông kia á, ổng mê khách lắm, ổng hiếu khách lắm, ổng nói chuyện, ổng nói là nhiều khi mình sợ mất lòng người này người kia, rồi ổng cũng không làm gì được á, ổng tương tư bạn ơi, đi về rồi cái ông hỏi chừng nào mấy người đó tới nữa vậy đó. Nhưng mà mình á thì thí dụ như công chuyện gì nó bận gì nó tụi mình làm đó, chị em mình á, mình với Chính mình nó vẫn cứ tiếp tục làm vậy đó, đó là không có bỏ việc đó. Đây nè, trời, cái cây này nó màu như nó đỏ đậm ngoài, nó điểm nguyên một cái chùm đỏ thiệt là đỏ luôn đó. Để mình đi vô mình coi, mình xem cái gói cây của mình. Mùa thu mùa đông vậy chứ mà cái phong lữ nó cũng nở, mình treo ở trên cái giò đây nè mà nó nở, cũng nó ra cũng nhiều chùm lắm. Cái màu này thì nó tươi mấy bạn, mình thì mình thích cái màu này hơn cái màu đỏ. Màu đỏ thì nó cũng hai màu vậy mà nó đỏ chét à. Ê, đỏ lè thấy ghê quá à. Mình đây giờ mình vô mình đem cái mấy cái cây sứ trắng đó, mình lấy mình chiết ra nó vẫn lên, nó lên á thì mình sẽ trồng trở lại vô chậu rồi đàng hoàng mình trồng lại. Cây này cây của mình cũng ươm ra nên mình chưa biết nó màu gì thì mình cứ để riêng nó vậy thôi. Mình đem cái bịch cây mình mua đem vô nhà để mình xem nó, rồi ngày mai mình mới trồng. Ở đây cũng là cây bắc tiên con của mình đó, nó ra một cái nhánh cong cong rồi nè đó, rồi mình cứ cắt ra cái cây này của trước của mình đó là nó lên cao đó. Cây này của mình đó là nó lên cao tới 1,5 thước luôn đó, mà mình cứ cắt xuống từng nhánh này nó chết cũng nhiều lắm các bạn. Tưởng là phân ra được 50 nhánh này, chứ nó không có được nhiêu đó đâu. Nó được phân ra thì được trồng nó, nhưng mà nó lên không được bao nhiêu đó nè. Đó, cái cây này là cây xương rồng tai thỏ của mình, nay nó lên cũng được 2 thước rồi đó. Thì mình sẽ cắt cho nó thấp xuống rồi nó mình đem mình dời cho chỗ khác, chứ chỗ này cứ đi ra đi vào đó rồi nó găm vô, nó găm nhánh đó, rồi mình cũng tuột tuột cũng suốt hết mấy cái gai hết rồi, thì mình sợ đi ngang đó, là da trúng nó rồi gai dính tùm lum hết nè. Nó cũng có cái gì đó, cái ổ qua yến anh nó cũng tàn rồi đây nè, nhưng mà bữa nay cũng không có tưới nữa, không có được mấy trái cà chua đây nè, mà để mình hái mình thu hoạch nó luôn vô cho rồi. Cà chua này nó mình trồng lần một thôi rồi nó lên hoài, nó lên quanh năm suốt tháng nó lên hoài, mình cứ ăn nó bể rồi mình ăn rồi thôi, mà hái cũng là 7-8 rổ rồi đó. Đó, rồi mình xin cái chào các bạn ở đây nha. Rồi mình thu hoạch được có 10 trái thôi hả? Ở đây cũng có được cái trái ổ qua nè. Sáng mai mình tưới. Nếu mà mưa thì mình khỏi tưới, mà không mưa thì mình phải tưới chờ hoài rồi ổng lì riết mình cũng mệt quá, mình cũng mệt ông trời quá. Ổng mưa trên San Jose nghe nó mưa quá trời quá đất, mình dưới mình không có mưa gì hết đó. Đó, cái hai cái cây thanh long vàng còn đây cũng chưa trồng, cũng lu bu lắm mấy bạn. Sứ thì sứ cùi thì nó cũng cùi hết ra, cùi lá ráo rồi nè. Hoa phong lữ mùa thu mùa đông này mấy bạn ơi, đó, dễ thương không? Ở trước nhà mình nó chung quanh nó tùm lum nó nhiều lắm, nó mọc rồi mình cũng nhổ bớt, mà nó thơm lắm, cái mùi nó thơm mà quyến rũ lắm. Đúng rồi, tối rồi, rồi chào các bạn ở đây nha.